最近あの新しいデザインがあります。新しいデザインがウィンとはあまりない。ソケットもあやあの成功もやはりあの新しいというかこれが入荷しました、ね。はい、あの新しいレジンです。あのポスポスポスはい、セデスです。まああの先週フォローのレジンです。先週来たやつ来たレジン変わらない。いらっしゃいませ、xin chào mọi người. Hôm nay tôi lên cửa hàng để lấy cái đồng hồ SK đây. Thì cái đồng hồ SK này hôm nay tôi sẽ lên trực tiếp cửa hàng lấy được, như cái tuần trước tôi làm về giảm giá về cái tháng 9 đấy. Thì tuần trước thì tôi đã gửi một lần rồi, khoảng tuần trước thì về 6-7 cái rồi đấy. Nhưng mà bởi vì người ta gửi bưu điện cho tôi nên là tôi gửi thế luôn là không có lên trực tiếp với mọi người. Nhưng hôm nay tôi đi ra chủ nhật thì tôi lên lấy trực tiếp. Để lấy tiếp thì ở đây sẽ có 5-6 cái đồng hồ SK năng lượng này. Và một con màu vàng cát, một mặt màu vàng cát và một con Seiko giỏ mặt đen này. Đấy, một con Seiko 5 đấy. Cái này lấy đâu anh lấy quay nó được gần 10 cái. Thì SK mặt lửa này thì trong tháng 9 này vẫn làm cái chương trình giảm giá đấy mọi người nhé. Vẫn là cái giá là 4.600.000 đấy. Là vẫn là một chương trình giảm giá chỉ có trong tháng 9 này thôi. Và những cái số lượng các bác đã đặt thì những bác nào đặt trước thì em sẽ gửi cho các bác trước, còn những bác nào đặt sau thì các bác thông cảm là sẽ lấy sau nhé. Đấy. Thì về phần cơ bản thì có một cái phần nữa là nếu như các bác có một cái lý do, có hôm các bác nói với em là do bận đi công tác ấy, chưa có nhận được hàng, thì các bác chỉ cần cọc cái chiếc đồng hồ này khoảng 15-20% giá trị sản phẩm, rồi là các bác có thể đến tháng 10 hay tháng 11 các bác nhận cũng được, vì các bác đã có chốt hàng từ tháng 9 rồi. Đấy, thì sang tháng các bác nhận được, tháng 11 các bác nhận được, nhưng mà đừng có lâu quá giúp em, nó chỉ khoảng 1-2 tháng thôi thì em sẽ lưu lại thông tin và lấy về, rồi là đợi ngày các bác nhận được thì em sẽ gửi cho các bác. Thì có mấy bác đi công tác xa và chưa có thời gian nhận, nó chưa thuận tiện ấy, thì là luật các bác cứ để lại cọc và lên để em lên đơn cho các bác. Thì khi em lên đơn cho các bác sau thì các bác nhận lúc nào cũng được. Đấy. Thì ở đây em đang lên, ở đây thì có trên cửa hàng này nó đang tạm thời chỉ có 5-6 con thôi. Là 2-4-5 con mặt lửa, một con mặt vàng cát. Đấy. Cái còn em này vẫn đang đặt tiếp, thì hôm nay sẽ có người ta sẽ gửi về địa chỉ của em. Có thể là cuối tuần sau hoặc lên tiếp thì em sẽ lên tiếp. Nhưng mà đi qua đi. Thì sẽ gửi bưu điện về cho nó nhanh, thì các bác nhanh nhận được. Đấy. Đây là một con Seiko 5. Con này cực kỳ đẹp luôn các bác. Con này giống một con rô lách không? Nó như một con rô lách luôn. Bản đồ điện Make in Japan các bác nhé. Đây này. Đó là bản đồ điện Make in Japan luôn. Cái này nó sẽ có cái cái này nó sẽ có mã là SNKC12Z1. Đó. Thì nó sẽ có mã như thế. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Lên tay cho các bác xem. Cái này thì như một con rô lách luôn. Chỉ lên tay con này nó đẹp hơn cái con đồng hồ của em luôn. Quá đẹp luôn chứ. Đây. Và các bác có thể thấy này, lên tay nó cái dây của nó làm cực kỳ đẹp luôn, cái dây của nó làm như là dây của Rolex này. À, con này lên tay quá đẹp luôn, rất phù hợp với các bác có cổ tay khoảng độ từ 14.5 đến 16.5 17 quay đầu nhá.
đấy thì cái con này các bác lên tay nó cũng cực kỳ là đẹp. Dây, cái dây của nó làm thiết kế của nó hệt với cái dây của Rolex đấy các bác này. À, tuy nhiên nó chỉ là cái dây thép quận thôi, chỉ là cái dây thép quận bình thường thôi, nhưng mà nó các bác làm cái hàng chính hãng nó làm thì các bác nhìn rất tinh tế đây, quận đều nhau, đẹp từng chi tiết từng mm một luôn đấy. Thế còn mấy cái dây cuối này này, nó làm các bác nhìn có hở một tí cái khe này này đấy, các bác nhìn thấy hở một tí khe này có nghĩa là cái này, những cái này là để cho các bác về các bác có thể đột được mắt dây nhé đấy, các bác có thể cắt được mắt dây đấy. Thì còn những cái trên này các bác không để cắt mắt thì người ta làm này gần như là fit luôn, nó gần như là vàng khối luôn đấy, các bác nhìn này đấy, làm trên này nó gần như là vàng khối luôn, cực kỳ là đẹp. Phải nói là bây giờ Seiko họ càng ngày họ càng cái độ hoàn thiện của họ càng cao, các bác thấy này cực kỳ là đẹp, từng chi tiết luôn, cái màu vàng mạ PVD của nó không như ngày xưa nữa các bác nhé, nhìn nó như vàng thật luôn đấy. Đấy, nhìn nó như vàng thật luôn chứ không phải là mạ PVD màu vàng nữa, quá đẹp. Bên này là phía phần cái này thì có núm mà thì nó ở phía góc 4 giờ, nhưng mà tuy nhiên nó không có logo. Còn phía khóa thì có logo của Seiko nhé, Made in Japan, đây chữ Japan đây, cái nội địa Nhật thì nó sẽ có chữ Japan như thế này. Đó, đáy máy của nó thì đáy máy lô cơ. Ở đây em đang lấy được 4-5 con cái mẫu này. Cái mẫu này thì nó không có nhiều đâu. Nó là cái mẫu có cái số lượng hàng nó vừa phải thôi. Thì hôm trước em có lên quay một đoạn video ngắn ấy. Nhưng mà hôm đấy là có mẫu trưng bày cửa hàng thôi, họ không có đủ mẫu nên là không lấy được. Rồi em phải đặt cửa hàng thì nó đã lấy về cho em. Vì nếu hôm đấy mà em lấy luôn á, là cái mẫu này nó sẽ hết luôn, nó sẽ không có mẫu ở trưng bày cửa hàng nữa. Nó phải đặt lấy trên hệ thống của người ta về. Đó, thì hôm nay em sẽ có cái hàng về đây. Cái con mặt của bạn khác này thì em có lên tay với các bác rồi, con này thì giá nó không đổi các bác nhé, vẫn là 6.250.000. Đó, thì chỉ có bằng lòng đi em, anh là trai miền Tây dễ thương thật thà. Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương, hai đứa mình là nhất rồi em ơi. Mùa nước lên anh sẽ đưa thì mình ra khơi, tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu, anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cài cho nó lên tinh thần, để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu, kim dài con cá về mình nấu ăn. Canh chua cá kho, hạnh phúc quá to, cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca dây mà du. OK, và em đang thanh toán, đã xong thanh toán cái thủ tục lấy cái món đồng hồ này rồi. OK các bác, và em xin kết thúc video ở đây nhé.